Thưa quý vị và các bạn, hành trình tìm con của các gia đình hiếm muộn là những hành trình dài với vô vàn khó khăn cả về tinh thần lẫn điều kiện kinh tế. Có những gia đình đã chạy chữa hàng chục năm hoặc có thể lâu hơn nhưng vẫn chưa thành công. Nhiều cặp vợ chồng buộc phải dừng lại việc điều trị vì áp lực kinh tế đè nặng. Hàng năm, Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội luôn có các gói hỗ trợ chi phí với mong muốn giảm bớt gánh nặng kinh tế cho các gia đình hiếm muộn. Đặc biệt là những gói miễn phí 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm cho các cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ nhiều gia đình thực hiện được thiên chức thiêng liêng, đó là làm cha, làm mẹ. Vui lắm chị ạ, hạnh phúc lắm, ở trong mổ ra hai anh bé, xong là được kề vai mẹ luôn ở trong phòng mổ. Ôi giời, rơi cả nước mắt ra chị ạ, hai anh em kêu khóc hết ở cái bệnh viện lên, gào lên. Ôi giời, cảm xúc mà lúc vợ đi đẻ mấy đêm không ngủ được. Vâng, khi con ra thì vỡ hòa, tại vì mình đã hào hứng hàng suốt bao nhiêu năm rồi. Trong lòng là cảm thấy là rất là biết ơn bệnh viện để mà có gói hỗ trợ đó, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Khi mà có đứa con rồi thì vợ chồng tôi cũng có động lực để làm ăn, để cho con có một cuộc sống tốt hơn. Thì từ khi đó thì vợ chồng tôi cũng cảm thấy là gia đình cũng khấm khá hơn là ngày trước. Lần đầu tiên khi tôi được bế con trên tay ấy, cảm xúc lúc đấy sự... Đó là những tâm sự của các gia đình đã thành công trên hành trình tìm kiếm con yêu. Để có được những trái ngọt ngày hôm nay, họ đã phải gặp vô vàn những khó khăn và áp lực. Khó khăn về kinh tế, cùng với đó là định kiến xã hội đặt lên vai người phụ nữ, khiến những cặp vợ chồng này đã có lúc rơi vào tuyệt vọng. Và nhờ có sự hỗ trợ 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm của Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội, thì ngày hôm nay, ánh mắt tươi vui và nụ cười rạng rỡ kia chứa đựng sự hạnh phúc tròn đầy. Trong suốt quá trình thực hiện chương trình hỗ trợ thì chúng tôi đã có gần 100 cặp được miễn phí hoàn toàn 100% mà các chi phí thụ tinh trong ống nghiệm. Trong đó đối với chương trình tuần lễ vàng thì chúng tôi đã có 56 cặp và đã có 56 em bé được chào đời. Còn ngoài ra thì chúng tôi có cái chương trình gói hỗ trợ cho 30 cặp quân nhân hiếm muộn thì cũng đã có 17 em bé được chào đời. Ngoài ra trong số đó thì cũng có một số cặp vẫn đang trên hành trình điều trị và thực hiện cái quá trình thực hiện các gói hỗ trợ đó. Họ cũng là minh chứng cho những nỗ lực giúp đỡ các gia đình hiếm muộn khó khăn của Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội đã thật sự tạo nên kỳ tích.